Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Lòng yêu nước xưa nay luôn là tình cảm thiêng liêng và đáng trân quý của mỗi người dân Việt Nam. Chính nhờ tình cảm này mà dân tộc Việt Nam đã tạo nên sức mạnh và sự khác biệt với rất nhiều dân tộc khác trên thế giới. Thế nhưng vài năm trở lại đây, cứ mỗi khi xảy ra một số sự cố đáng tiếc có liên quan đến yếu tố nước ngoài, thì lòng yêu nước của người dân lại bị các thế lực phản động, cơ hội chính trị lợi dụng để kích động. Điều đó không chỉ gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh một Việt Nam thân thiện, mến khách, mà còn khiến chính một số người dân do thiếu hiểu biết đã vi phạm pháp luật và phải chịu hình phạt của pháp luật. Đã từng đề cập đến nhiều lần trong các chương trình Nhận diện sự thật trước, hôm nay chúng tôi xin được một lần nữa quay trở lại đề tài này vì nhận thấy đã xuất hiện thêm những chiêu trò mới trong việc lợi dụng lòng yêu nước để lôi kéo kích động người dân. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ đồng hành với chương trình ngày hôm nay, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nguyên Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Ban Tuyên truyền Lý luận Báo Nhân dân. Vâng, chào biên tập viên Thu Thảo, chào quý vị khán giả của chương trình. Trước hết, chúng ta sẽ cùng theo dõi clip ngắn sau đây. Những ngày qua, khi Biển Đông có những diễn biến phức tạp, ngay lập tức trên một số trang mạng hoặc blog cá nhân, tổ chức lại liên tục đăng tải những bài viết đậm màu kích động. Và lòng yêu nước của người dân lại tiếp tục là mục tiêu để nhắm tới kích động như một công cụ để hiện thực hóa mục đích xấu của các đối tượng thù địch. Khi Việt Nam tiếp tục khẳng định muốn giải quyết các vấn đề phức tạp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình và theo luật pháp quốc tế, các đối tượng này lại xuyên tạc rằng đó là cách giải quyết thiếu mạnh mẽ, không phù hợp với nguyện vọng của người dân. Đáng chú ý, mới đây, một tài khoản Facebook được cho là của một diễn viên hài nổi tiếng có gần 200.000 người theo dõi đã đăng tải bài viết "Khi lòng yêu nước bị tổn thương" có nội dung liên quan đến sự việc trên. Không chỉ một bài viết, diễn viên này còn trực tiếp lên hình, quay video xuyên tạc quan điểm, cách giải quyết sự việc của các cấp có thẩm quyền, cũng như kích động, chia rẽ, gây mất niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây mất niềm tin đối với chế độ. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, tại sao lòng yêu nước lại hay bị lợi dụng đến vậy ạ? Vâng, có thể nói là trong tâm khảm người Việt Nam, lòng yêu nước là một cái gì đó, nó vừa là cảm xúc rất tự nhiên, nhưng đồng thời là nhận thức lý tính rất sâu sắc. Nó đã trở thành truyền thống cả nghìn năm, nhưng đồng thời cũng là cái yêu cầu của thời đại, luôn luôn thường trực, nóng bỏng trong thời cuộc, cũng như là trong cái tâm thức và trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Lòng yêu nước nó vừa rất cụ thể, nhưng đồng thời nó cũng khá mơ hồ. Nó có thể rất thật nhưng cũng có thể dễ là bị nhân danh, bị giả hiệu. Bên cạnh đấy, chúng ta thấy rằng là khi đề cập đến lòng yêu nước thì thường là người ta rất dễ thuyết phục được cá nhân, tập hợp được đám đông và thậm chí có thể là định hướng và chuyển hướng hành động của đám đông, biến từ nhận thức, biến cảm xúc thành những cái hành động rất mạnh mẽ, thậm chí có thể thay đổi cả chính quyền, thậm chí có thể thay đổi cả thể chế. Thế vì thế mà có thể nói là việc mà lợi dụng lòng yêu nước là một trong những cái tâm điểm, một trong những cái cách thức mà một số những lượng họ ưa chuộng sử dụng. Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài, đến quan hệ ngoại giao, Việt Nam sử dụng biện pháp đấu tranh cương quyết nhưng mềm dẻo, dựa trên luật pháp quốc tế, thì lại bị xuyên tạc là hèn nhát, là thờ ơ trước vận mệnh quốc gia, là ngấm ngầm bán nước. Tiến sĩ nghĩ sao về luận điệu này ạ? Trước hết chúng ta thấy rằng là giữa sự mềm dẻo với cái gọi là mềm yếu á, nó có chung một từ mềm, tức là sử dụng những cái gọi là hành vi hoặc là những cái hoạt động nó mềm mỏng và nó ít bạo lực, nó không có xuống bạo lực, thì cho nên á, là giữa hai cái mềm này nó dễ có sự chuyển hóa hoặc là đánh lẫn lộn trong từ ngữ, trong cách hiểu cũng như trong giải thích hành động. Thì đây như là một trong những căn nguyên mà khiến cho cái sự xuyên tạc nó trở nên dễ dàng hơn. Thứ hai nữa là Đảng ta đó, là trong bối cảnh hiện nay đã xác định rất rõ nguyên tắc chiến lược là chúng ta kiên quyết và bảo vệ cả chủ quyền lãnh thổ, toàn chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ một cách rất kiên quyết, nhưng đồng thời cũng sử dụng chủ yếu là biện pháp hòa bình dựa trên hoạt động ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế, và chiến tranh chỉ là cái biện pháp cuối cùng. Chúng tôi cho rằng đây là một cái chiến lược đúng trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt cái bối cảnh mà có những cái sự phức tạp trong cái chuyển dịch địa chính trị thế giới. Tuy nhiên trong thực tế thì không phải là ai cũng hiểu được điều này, và đặc biệt là trong thực tế không phải là ai cũng có dịp hay là tiếp xúc được với những cái giải thích, hiểu được cái chiến lược
hiểu được những cái thông tin đầy đủ, khiến cho nhận thức ở một bộ phận người dân là không đầy đủ hoặc là thậm chí có thể bị hiểu lệch. Và vì thế đấy, là bằng cái nhận thức của mình, bằng cái cảm tính của mình, thậm chí bằng cả cái mục tiêu của mình, họ đã đưa ra những cái lời giải thích mà nó không đúng sự thật, thậm chí là cố tình làm méo mó vấn đề và định hướng sai, khiến cho chúng ta thấy rằng là dường như chính sách mềm mỏng của chúng ta lại trở thành một cái sự mềm yếu, và thậm chí còn bị khoác lên những cái tội danh rất là trầm trọng, ví dụ như là bán nước, ví dụ như là ngấm ngầm, bắt tay thỏa hiệp và vân vân. Chúng tôi cho rằng là đã đến lúc đó, là cần phải có những cái sự điều chỉnh, kể cả trong tuyên truyền chính thức, kể cả trong đối thoại cũng như là trong cái giải thích với những cái người mà hiểu chưa đúng hoặc có quan điểm khác, để họ hiểu tốt hơn, hoặc là để mà chúng ta có một cái sự đồng thuận trong cách nhìn nhận vấn đề và xử lý các vấn đề. Chúng tôi cũng muốn nói thêm một cái chi tiết nữa, đó là cái đặc điểm của cái cuộc chiến bảo vệ cái chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đó trên Biển Đông đó, là nó khác với ở đất liền. Mà vấn đề là chúng ta phải trước hết là phải chiến thắng về mặt pháp lý, chúng ta phải đạt được một cái sự chính nghĩa xét về mặt luật pháp quốc tế, và chúng ta phải tạo được sự đồng thuận, sự ủng hộ quốc tế, đó mới là cái sự bảo vệ vững chắc nhất. Chứ còn chiến lược sử dụng vũ lực nữa thì rất khó có thể ai thắng ai ở trên mặt biển. Có thể thấy trước đây các thế lực thù địch thường sử dụng những nhà dân chủ tự xưng để khơi mào kích động hay là đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng ở ngay clip đầu chương trình của chúng tôi thì đã xuất hiện một số nhân vật nổi tiếng và là diễn viên. Họ sở hữu một lượng fan hâm mộ lớn, đăng đàn với những ngôn từ và hàm ý rất là phiến diện và sặc mùi kích động chia rẽ. Họ hiểu chưa đúng hay họ chính là đối tượng mới mà một số thế lực thù địch đang muốn sử dụng để phục vụ mục đích chính trị của mình? Chúng tôi thì cho rằng là cả hai. Họ vừa là hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ, đồng thời họ cũng là cái đối tượng mới mà một số thế lực thù địch họ muốn lợi dụng để mà đạt được cái mục tiêu tuyên truyền của mình. Qua quan sát thực tế thế giới, chúng tôi thấy rằng là gần đây đấy, trong cái cuộc chiến trên mạng, đặc biệt là cuộc chiến tâm lý, cuộc chiến gắn liền với những cái sự tuyên truyền mang tính chất thù hằn hoặc là gây hấn hoặc là xuyên tạc đó, thì ngày càng có một cái sự phổ biến trong vấn đề sử dụng những cái tên tuổi lớn, những cái người mà có sự quan tâm của xã hội, những nghệ sĩ, những nhà khoa học, những người hoạt động xã hội mà sở hữu một lượng fan khổng lồ. Chính những cái người này, tiếng nói của họ làm ảnh hưởng tới cái cộng đồng xã hội rất lớn. Vì thế nó trở thành những cái đối tượng mà rất dễ bị các cái thế lực không thân thiện, đã thù địch, họ tìm đến, tiếp cận, mua chuộc, khống chế hoặc là lợi dụng để mà thể hiện những cái thông điệp mà họ muốn thể hiện cho xã hội. Là có một số người do là nghĩ về cái tôi của mình, hoặc là do nhiễm một số những cái luận điệu méo mó trong cái nhận thức về vấn đề, hoặc là thiếu thông tin chính thức cho nên là hiểu vấn đề nó không đúng, thế nên là họ đã bộc lộ và biểu hiện nó dưới dạng những cái gọi là ngôn ngữ hoặc là những cái hành vi mà nó chưa phù hợp, do đó nó tạo ra những cái hiệu quả phản cảm, thậm chí là những hiệu ứng tiêu cực cho đám đông, cho xã hội, nhất là cho những cộng đồng, những người hâm mộ mình. Đây rõ ràng là một trong những biểu hiện mới của cái công cuộc mà gọi là cuộc chiến trên không gian mạng hiện nay, cũng như là trong cái thực tiễn mà chúng ta cần phải chú ý để mà thực hiện những cái việc tuyên truyền trong vấn đề về biển đảo, cũng như là cái đường lối chính sách của Đảng ta trong vấn đề bảo vệ cái chủ quyền của đất nước. Ngoài những đối tượng trên thì hiện nay đã hình thành một số tổ chức hội nhóm mà hoạt động chính là việc tung lên những bài viết xuyên tạc và kích động người dân núp dưới danh nghĩa dân chủ, nhân quyền và yêu nước. Trước khi tiếp tục trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chúng ta cùng nhận diện những tổ chức hội nhóm này qua tổng hợp sau. Những hoạt động của các thế lực thù địch được núp bóng dưới các nhóm, tổ chức tự xưng với danh nghĩa dân chủ, nhân quyền, yêu nước như Hội Phụ nữ Nhân quyền, Nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước, Hội Dân Oan, Nhóm Đồng Thuận, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo, Hội Nhà Báo Độc Lập. Các tổ chức này thường lợi dụng việc chưa đầy đủ, rõ ràng, kịp thời trong công tác tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước từ các cơ quan có chức năng các cấp, hoặc khi Nhà nước đưa ra những quyết sách quan trọng mà chúng cho rằng đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, của nhân dân, hoặc vấn đề chống tham nhũng, giải phóng mặt bằng, thu phí BOT, bảo vệ môi trường chưa được giải quyết dứt điểm để kích động người dân. Chúng soạn thảo, phát tán trên mạng Internet, mạng xã hội khác, kêu gọi việc cùng ký tên vào các văn bản gửi đến cơ quan chức năng để phản đối, đòi yêu sách.
một số luận điệu mới gần đây, đó là một số đối tượng lập luận làm sao huy động được sức dân khi cần để bảo vệ Tổ quốc và cần trả tự do cho những người mà họ gọi là tù lương tâm để huy động được sức dân. Tiến sĩ bình luận gì về điều này và sức dân thực sự có nằm ở những cuộc gây rối như vậy hay không? Có nằm ở những đối tượng tù lương tâm hay không? Trước hết cần phải khẳng định là ở Việt Nam không có những cái tù nhân lương tâm, mà chỉ có những cái người mà vi phạm pháp luật và bị xử lý theo luật hiện hành của Việt Nam. Thế còn một số đó, những cái người mà gọi là tù chính trị đó, thì thường đó cũng không phải hoàn toàn là vì lý do chính trị, mà họ nhiều khi đó, họ phạm phải những cái quy định của pháp luật nhà nước và bị xử theo những quy định pháp luật này. Mặc dù là họ nhân danh cái việc mà lòng yêu nước, mặc dù là họ nhân danh cái việc mà là phục vụ cái lợi ích của cộng đồng. Ở chúng ta thì tôn trọng tất cả những cái người yêu nước, chúng ta quý trọng và nâng niu tất cả những cái biểu hiện yêu nước. Nếu đó là những biểu hiện nước thực sự, nếu đó là những cái hoạt động mà nhằm củng cố sức mạnh quốc gia, nhằm củng cố cái nền hòa bình, nhằm củng cố cái truyền thống dân tộc, đặc biệt là củng cố cái tinh thần yêu nước của đất nước, của cộng đồng đó, để mà chống lại bất kỳ một cái sự xâm phạm quốc gia nào. Chúng ta cũng thấy rằng là trong lịch sử nghìn năm của dân tộc đó, thì sức mạnh của quốc gia không phải nằm ở một cá nhân, thậm chí ở một nhóm nào cả. Nói cách khác ấy, là sức mạnh quốc gia nằm ở tính cộng đồng. Và tính cộng đồng này nó được tổ chức và được tập hợp, được định hướng và được chuyển hóa thành những sức mạnh một cách nó khôn khéo, phù hợp với thời đại, phù hợp với thực tiễn. Chứ không phải là phụ thuộc vào một vài cá nhân cực đoan hoặc là dẫn dắt để mà tạo ra những cái gọi là hành động nó cũng cực đoan và nó gây ra những cái tổn phí, gây ra những cái gọi là đổ xương đổ máu nó không phù hợp, không cần thiết, thậm chí vô nghĩa. Thì đấy là điều chúng tôi muốn khẳng định, rằng đây là cái điều mà đã đang và phải sẽ tiếp tục khẳng định. Cái thứ ba nữa đó, là để tập hợp nhân dân đó, thì có rất nhiều cách. Đảng, nhà nước chúng ta đã chứng minh điều đó qua quá trình lịch sử giải phóng đất nước. Chứ không phải là một số những tù nhân, mà họ mới là cái người tập hợp được lực lượng. Và phải thả họ ra thì mới tập hợp được lực lượng. Đấy chỉ là cách nói, đấy chỉ là một cái gọi là sự đẩy tới cực đoan của một số những lập luận mà không có thực tiễn. Chứ còn khi mà đất nước bị xâm phạm, khi mà chủ quyền quốc gia mà bị xâm phạm thì chắc chắn là đảng, nhà nước cũng như là người dân sẽ biết cách tập hợp và tự tổ chức cũng như là lấy được cái sức mạnh của cộng đồng cộng với sức mạnh thời đại để bảo vệ. Yêu nước tức là phải tạo ra sức mạnh đồng thuận quốc gia để tạo ra sức mạnh bảo vệ đất nước một cách nó hiệu quả nhất mà nó ít tốn xương máu nhất. Chứ không phải là tìm mọi cách để mà tạo ra những căng thẳng, gây chiến và tạo ra những xung đột một cách không cần thiết. Lịch sử nghìn năm là lịch sử mà lấy hòa bình, hòa hiếu làm trọng, nhưng đồng thời cũng rất kiên quyết bảo vệ cái đất nước trong những điều kiện mà cuối cùng chúng ta buộc phải lựa chọn. Chúng tôi muốn nhấn mạnh điều này để thấy rằng là không phải lúc nào cũng tuyên truyền và lúc nào cũng nhân danh lòng yêu nước để kêu gọi chiến tranh, để mà gọi là tạo ra những cái xung đột mà có thể nói là không thể, có thể là xử lý được dứt điểm vấn đề. Mà chỉ có hòa bình, chỉ có hòa hiếu, chỉ có mạnh lên từ bên trong, mạnh lên từ kinh tế, mạnh lên từ lực lượng quốc phòng, thì lúc đó chúng ta mới có thực sự có hòa bình một cách vĩnh viễn, chứ không phải là gây chiến để chiến thắng của một cuộc chiến tranh để từ đó tạo ra được một cái hòa bình vĩnh viễn được. Yêu nước là cần thiết, nhưng mà đừng biến lòng yêu nước của mình trở thành một công cụ để bị lợi dụng, và đừng biến cái lòng yêu nước của mình trở thành một cái sự mù quáng dẫn dắt mình hành động một cách tự phát, hành động theo những cái sự định hướng méo mó, thậm chí là cái sự lạm dụng của một số những thế lực nào đó mà họ nhân danh lòng yêu nước, nhân danh xương máu của nhân dân, của đồng bào, nhân danh những cái lịch sử ngàn năm của đất nước để mà tạo ra cũng như là để mà đạt được cái mục tiêu cá nhân của họ. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Thưa quý khán giả và các đồng chí, cho đến nay đã có một số sự việc đáng tiếc xảy ra khi lòng yêu nước bị lợi dụng mà chính những người dân chỉ vì thể hiện không đúng cách đã vi phạm pháp luật. Và trên thế giới cũng đã có nhiều bài học, những cuộc cách mạng màu, các phong trào như mùa xuân Ả Rập ở nhiều quốc gia cũng lợi dụng lòng yêu nước của người dân để lật đổ chính quyền, gây bất ổn, xung đột triền miên. Và cuối cùng chính người dân vô tội mới là những người gánh chịu đau thương, mất mát đó. Nếu yêu nước, hãy yêu bằng tất cả trái tim và khối óc tỉnh táo. Nếu phản biện, hãy lựa chọn cách phản biện thông minh và hợp pháp. Chương trình Nhận diện sự thật xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.